Có hai điểm chung trong bốn bức ảnh của bốn con người này, liệu bạn có nhận ra được hay không? Một, đó là họ đều sở hữu cho mình những chiếc biệt thự di động bốn bánh mang tên Rolls-Royce. Hai, đó là họ đều gặp phải những vấn đề lùm xùm xung quanh vòng lao lý. Đừng quên để lại cho mình một subscribe và hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ về lời nguyền của Rolls-Royce tại Việt Nam. Rolls-Royce được biết đến như là một thương hiệu xe hơi đắt đỏ bậc nhất hành tinh này. Những chiếc xe này không thích gầm gừ nơi góc phố như những chiếc supercar hay hypercar. Rolls-Royce là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và trở thành dấu hiệu để nhận biết những người có địa vị cao trong xã hội. Một chiếc xe Rolls-Royce không nổi tiếng về hiệu suất hay tốc độ. Những chiếc xe này được biết đến với các tính năng sang trọng và vận hành mượt mà như một chiếc thảm bay. Do đó, Rolls-Royce luôn có cái giá đắt theo cách mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tiền thôi là chưa đủ, mà rõ ràng là phải cần đến rất nhiều tiền. Đó chính là lý do từ trước những năm 2015, Rolls-Royce được rất nhiều các đại gia tại Việt Nam quan tâm. Có những người thì mua về để trải nghiệm những điều tinh túy bậc nhất của chiếc xe mang lại, còn có những người lại thích mua Rolls-Royce để chứng minh cho cả thế giới thấy sự giàu có của mình. Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây, thị trường của những chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam có vẻ đã vơi vãn đi rất nhiều. Nhiều chủ nhân của những chiếc Rolls-Royce hàng hiếm và độc đã gặp nhiều vận hạn. Người vướng vào vòng lao lý, còn kẻ thì lao đao kinh doanh xuống dốc. Những cái tên tiêu biểu như mình đã kể ở đầu video đều được cư dân mạng hay các lều báo Việt Nam nhắc đến với cái dớp éo le này. Đầu tiên là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết từng sở hữu mẫu Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng và phiên bản Ghost. Mẫu Rolls-Royce Ghost của ông Quyết được mạ vàng nổi bật ngay từ vẻ bề ngoài của xe. Năm 2013, khi đưa về Việt Nam, xe có giá hơn 15 tỷ đồng. Còn ở thời điểm hiện tại, những chiếc Ghost Series 1 được giao bán với giá khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, mẫu Phantom Lửa Thiêng có giá khoảng 50 tỷ đồng tại Việt Nam vào năm 2015 và nằm trong bộ sưu tập Phantom Đông Sơn dành riêng cho thị trường Việt. Chiếc Phantom sở hữu ngoại thất hai tông màu, phần thân trên màu vàng hồng, phần thân dưới màu đỏ rượu vang Tây Ban Nha, biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng, họa tiết chống đồng Đông Sơn với hình tượng mặt trời tại trung tâm, biểu tượng chính được thêu tay trên các tựa đầu ghế, hàn nổi trên hai đồng hồ trung tâm và được vẽ tay trên thân xe, 18 hình chim lạc được vẽ tay trên ốp gỗ hai bên cửa xe tượng trưng cho 18 đời vua Hùng. Mặc dù chiếc xe Phantom Lửa Thiêng được ông Quyết đưa về với giá lên tới 50 tỷ đồng, thế nhưng kể từ khi ông Quyết bị bắt, chiếc xe này đã trải qua đến 7 lần đấu giá nhưng vẫn không có người hỏi mua. Có lẽ vì nhiều người sợ những yếu tố phong thủy nên chiếc xe này dù đã giảm giá kỷ lục xuống đến tận 16,5 tỷ đồng, Phantom Lửa Thiêng vẫn đang phải chịu cảnh đắp chiếu. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, ngân hàng BIDV đã thông báo thu giữ chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Quyết để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo và quy định của pháp luật. Chiếc xe là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos thuộc tập đoàn FLC tại BIDV. Trước đó, ông Quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng có lẽ là một cái tên được nhiều người ở giới trẻ biết đến hơn, khi bà là người đã làm mưa làm gió trong thời kỳ dịch bệnh, với việc livestream và thu hút đông đảo người xem với nội dung vạch trần những bí mật, sự thật được che giấu của giới nghệ sĩ. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Hằng đã bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích và hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiện cho tới nay thì vẫn đang trong quá trình truy cứu và xét xử. Trở lại với câu chuyện của những chiếc Rolls-Royce, bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Không chỉ sở hữu một chiếc, mà bà Phương Hằng còn từng chơi đến hẳn 3 chiếc Rolls-Royce, trong đó có bao gồm 3 mẫu Phantom, Ghost và Grace. Chiếc Rolls-Royce Phantom được nhập về Việt Nam vào năm 2013 và cũng là chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Mẫu xe thứ hai là Rolls-Royce Ghost Series 2 có giá bán chính hãng khoảng từ 17 đến 19 tỷ đồng khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014. Ngoài ra, bà Hằng còn sở hữu mẫu xe hai cửa Rolls-Royce Grace tại thời điểm ra mắt tại Việt Nam, xe có mức giá khởi điểm khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại, chi phí lăn bánh mẫu xe này có thể lên đến gần 40 tỷ đồng.
Bỏ qua một loạt những cái tên khác cũng sở hữu Rolls-Royce nhưng hiện tại đang phải trả án mà chúng ta không thể kể hết ở đây. Danh sách này có thể lên đến cả chục người và thường đều là những cái tên nổi tiếng và có chức vụ cao. Gần đây nhất, chúng ta tiếp tục được chào đón thêm một vị chủ nhân của một chiếc Rolls-Royce mang màu sơn mang phong cách Blackpink bước vào một nơi mà chẳng ai muốn tới. Đó chính là người mẫu Ngọc Trinh. Cho những ai chưa biết, cô nàng có biệt danh là nữ hoàng nội y. Vào tháng 9 đã đăng tải clip mình thực hiện những hành động có các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, 5. Quỳ gối trên yên xe mô tô. Những việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân Ngọc Trinh mà nó còn đe dọa tới tất cả những phương tiện tham gia giao thông xung quanh. Ngọc Trinh đã phải trả giá sớm, ngay từ màn biểu diễn kỹ thuật của mình khiến cô bị ngã xe. Mặc dù thân mình vẫn còn dư vị lớn của những vết chảy chật, nhưng tiếp sau đó, chủ nhân của chiếc Rolls-Royce màu hồng tiếp tục bị các cơ quan chức năng điều tra hành vi và phát hiện thêm một loạt các sai phạm khác. Và kết quả là hiện tại cô đang bị tạm giam. Ngọc Trinh cũng như là các vị doanh nhân, chủ tịch khác từng dính cái thứ gọi là lời nguyền của những chiếc Rolls-Royce. Dù rất nhiều trong số họ đã tự thiết kế các thành phần phong thủy lên trên những chiếc biệt thự di động của mình. Từ các chi tiết, họa tiết nhỏ nhất cho đến biển số xe. Nhưng chung quy lại, họ đều đã phải trả giá đắt cho những việc làm sai trái của mình trong quá khứ. Và có lẽ chắc chắn cũng chẳng phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những người sai đã đều phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật. Mặc dù, tai tiếng và sự xui xẻo đó đã phần nào làm nhiều người né tránh hơn khi nhắc đến mua một chiếc Rolls-Royce trong tương lai. Có chăng thì chúng ta cũng không nên đổ tội cho những chiếc xe kia, vì còn biết bao những người mua Rolls-Royce khác đang sống một cuộc sống minh bạch và tận hưởng cuộc sống của họ. Những chiếc Rolls-Royce là vậy, những sơn đều là độc nhất vô nhị, những thiết kế đều được chăm sóc tỉ mỉ cho từng cá nhân. Sự kém duyên của Rolls-Royce tại Việt Nam trong thời gian gần đây chưa dừng lại ở đó, mà trở ngại của nó còn đến từ giá cả. Ngay từ khi xuất xưởng, giá của những chiếc xe này đã đều rất cao, và đương nhiên khi đưa về Việt Nam sẽ bị tăng lên gấp nhiều lần. Việc thay đổi chính sách thuế ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ tháng 7 năm 2016, đã khiến Rolls-Royce gặp không ít khó khăn tại Việt Nam khi phân phối những dòng xe có dung tích động cơ lớn. Giá bán mỗi chiếc Rolls-Royce tăng từ 13 đến 30 tỷ đồng do việc thay đổi thuế khiến các dòng xe này gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Và đương nhiên, khi sở hữu một chiếc xe với giá trị lớn như vậy, việc mang cho nó một biển số thật đẹp cũng là một điều dễ hiểu đối với vị chủ nhân. Trong năm nay, chúng ta còn đã được chứng kiến những biển số đẹp tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh được đấu giá lên đến cả hàng chục tỷ đồng. Chính vì vậy, với số tiền mua xe Rolls-Royce, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn khác kinh tế hơn nhiều, nhưng vẫn đủ thể hiện đẳng cấp của các thương hiệu như Mercedes-Maybach, Bentley. Trong khi đó vẫn còn dư tiền để mua thêm những chiếc siêu xe như Lamborghini hay Ferrari. Nếu buộc phải mua Rolls-Royce, các lựa chọn xe cũ chạy lướt vẫn tốt hơn nhiều so với việc mua một chiếc xe mới với giá cao hơn hàng chục tỷ đồng. Nhưng liệu nếu bạn là một người có đủ khả năng để tậu những chiếc xe Rolls-Royce đắt đỏ này, bạn có sợ lời nguyền Rolls-Royce hay không? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở topic lần này và gợi ý cho mình thêm những câu chuyện thú vị trong thế giới siêu xe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.